Cái vấn đề mà APEC là sự thành công của APEC đã không thể phủ nhận được, kể cả những người chống cộng cực đoan ngày hôm nay cũng không thể phủ nhận được. Thì chúng tôi thì không có nói gì về ông Phan Kỳ Nhơn khi mà ông thách thức là cả nhà nước Việt Nam dám mời Tổng thống Donald Trump đi qua bên thăm Việt Nam. Và qua một cái buổi hội luận chắc quý vị đã nhìn thấy rồi, và không phải là quảng cáo cho Phú Quân Thân TV, nhưng quý vị thấy rằng chỉ có hai người, anh Nguyễn Hồng Phúc và ông Ngô Kỳ, thì hai người đã có những cái lập luận, thì tương đối là những lập luận của Nguyễn Hồng Phúc là có thể khả thi và chấp nhận được và có thể là gọi thuyết phục được người nghe. Còn chúng ta biết là con Ngô Kỳ chỉ là một con kè, con vẹt nói lên những cái chữ nghĩa. Nhiều khi cái chữ nghĩa nó tưởng là nó trong sáng lắm, nó tưởng là sáng tạo lắm, nhưng mà thật sự rằng nó chỉ là một con vẹt mà nó không mang vào trả lời đúng cái câu hỏi của Vũ Hoàng Lân. Tuy nhiên kết quả đó thì tất cả hai người đều đồng ý một cái chuyện, vấn đề ông Phan Kỳ Nhân sai. Chúng tôi chỉ có một cái câu cuối cùng của Vũ Hoàng Lân đó, thì là hỏi, nhưng mà hai người có vẻ đều né tránh. À, tức là cơ hội thì đã đến lúc ông Phan Kỳ Nhân cần phải có một cái video khác đấy, để nói lại những cái gì mà ông nói sai ngày trước, hay là ông xin lỗi hay cái gì. Cả hai người đều có cố tình nói chen né tránh. Thì Ngô Kỷ thì cho rằng là ông Phan Kỳ Nhân không cần, bởi vì bây giờ chẳng ông không còn uy tín gì trong cộng đồng nữa. Thì thật sự rằng nếu mà nói như vậy thì tôi cũng nghĩ rằng Ngô Kỷ cũng đừng nên nói ở trên các đài của Phú Quốc Sa TV nữa đi, bởi vì tiếng nói của Ngô Kỷ cũng không ai nghe nữa. Thì bây giờ về phần xin phép anh Vũ Hoàng Lân, chúng tôi được trả lời câu hỏi đó của anh, hai người kia không trả lời, tôi trả lời trực tiếp. Mình là lãnh đạo, nếu mình làm cái gì sai, mình phải nhận sai. Mình làm những gì mà không đúng thì mình phải lên, một là xin lỗi, hai là giải thích. Thẳng thắn nhận rằng lúc đó tôi nhận diện như là Nguyễn Hồng Phúc nói đó, có thể lúc ông Phan Kỳ Nhơn ông nói về trong một cái hoàn cảnh nào đó thì nó có thể là và thích hợp. Bây giờ nó không không đúng như đó thì ông Phan Kỳ Nhơn chỉ cần nói lại. Rồi lúc đó là tôi như thế này, chẳng hạn như ông Trần Dần năm 2017 thì ông 2016 thì ông nói là 2017 cộng sản nó sụp đổ. Thì bây giờ nó 2017 thì còn có một tháng nữa thôi, thì ông lại cái này ông lại có thể ông sẽ nói là tôi nói là 2018, là 2018 âm lịch chẳng hạn như vậy đó. Đây, bằng một cách nào, cách này hay cách khác, mình nên có một lời nói. Thì đối với tôi, nếu mà tôi là ở địa vị ông Phan Kỳ Nhơn, tôi sẽ nói như thế này: kính thưa quốc dân, đồng bào và đồng hồ, cái lúc mà tôi nói thì cái đồng hồ tôi nó bị đứng, tức là nó hết pin, nó không chạy được. Thì nó chạy nó chỉ 6 giờ 12 giờ thì chúng tôi không cần biết. Okay. Cái ông Phan Kỳ Nhơn nói là kính thưa quốc dân, đồng bào okay, và đồng hồ ở trong cái Bôn Sa Quốc ngày đó, tháng đó, năm đó, tôi đã lên trên đài của ông Ngô Đình Vận và tôi đã gài độ cái câu hỏi để cho ông Ngô Đình Vận đặt câu hỏi với chúng tôi, và chúng tôi đã có lỡ lời. Okay. Cũng giống như kiểu mà ông Thiệu nói đó. À, bây giờ đó thì có, chúng tôi thấy ở trên mạng có cái hình ông Thiệu, một cái hình ở trên là ông đang ngồi họp báo. Cái hình đó thì ai cũng biết là ông Thiệu nói rằng ngày hôm nay tôi trở về với quân đội, tôi từ chức tổng thống thì quân đội sẽ có thêm một tay súng, và 5 ngày sau, tức là ngày 25 tháng 4 năm 1975, ông biến mất cùng với ông Trần Trịnh Khiêm trên một chiếc máy bay C-118 và âm thầm rời khỏi Cần Thơ để bay đi qua nước ngoài. Thì cái tại sao mà không dám đi ở Tân Sơn Nhất là bởi vì đó, lúc đó đã có dư luận nói rằng bất cứ lúc nào cái chuyên cơ mà của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đi là anh em không quân sẽ bắn hạ.
bởi vì họ biết rằng là một ông tổng thống đào tẩu. Thì bây giờ nó lại có một cái hình ở bên dưới, nên là hồi đó tôi lỡ mồm. Thì cái chuyện lỡ mồm á là cái chuyện rất bình thường. Rồi tôi, mặc dù đấy ông Thiệu không bao giờ ông nói lỡ mồm, nhưng cái hình đó là hình ảnh chế. Ảnh chế nói rằng ngày xưa đó thì cách đây 42 năm ông bảo rằng tôi từ chức, quân đội sẽ có thêm tay súng. Sau đó ngày 25 ông bỏ đi, quân đội mất một chiếc máy bay C-118, mặc dù đó là cái máy bay từ bên Thái Lan do Mỹ đưa qua để mà chở ông Thiệu đi thoát, ông bỏ trốn ra khỏi Việt Nam. Thì đối với chúng tôi, ông khi trở về quân đội ông đã tuyên bố rồi, mà ông bỏ ông chạy như vậy là ông là phải đào ngũ. Ông Thiệu cũng đào ngũ vậy, ông Khiêm cũng đào ngũ, tất cả đều đào ngũ hết. Thế nhưng bây giờ này thì lại những người nó vẫn còn ở vinh danh Ngô Đình Diệm, người vinh danh Nguyễn Văn Thiệu. Cái người mà đáng vinh danh nhất là ông tổng công Dương Văn Mình. Ông đã cứu hàng ngàn hàng triệu hàng trăm ngàn cái cuộc sống, cái mạng sống của dân chúng ở miền thành phố Sài Gòn nói riêng và ở miền Nam nói chung. Nếu mà ông Minh tiếp tục đánh, hoặc là ông Minh nghe lời của ông đại sứ Pháp rút quân về miền Tây để tự thủ, thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu người nữa, cả hai miền Bắc và Nam. Thì lẽ đương nhiên miền Nam sẽ bị thiệt hại rất nặng. Thế rồi có giải quyết được cái chuyện gì không? Tôi đã gọi điện thoại nói chuyện với lại Tổng thống Dương Văn Mình, thì Tổng thống có nói với tôi là cái hoàn cảnh lúc đó ngoài thấy rằng nó đã bế tắc, không ai giải quyết được cái gì hết. Thành em Hoa nghĩ rằng chỉ có giải pháp là để cứu dân chúng, làm lãnh đạo mà không giữ được nước thì phải giữ được dân. Thì ông cứu được mạng sống của những người, và từ đó thì biết bao nhiêu người, kể cả miền Bắc, chúng tôi nghĩ là quân đội miền Bắc cũng phải cảm ơn ông Dương Văn Minh ở cái điều này. Mặc dù không phải là các anh hèn nhát hay là các anh không dám đánh anh em ở trong chúng tôi. Cái cảnh đó là cảnh, một cái cảnh mà lúc mà đã gần tới cái đà chiến thắng rồi thì cái cục diện không thay đổi được, thì cái người lãnh đạo phải là người biết thức thời, phải biết làm gì. Cũng như là ông Nguyễn Tri Phương hoặc là Hoàng Diệu tư vấn, cũng như là năm vị tướng lãnh của cả Việt Nam Cộng Hòa tư vấn, họ biết rằng là cái hoàn cảnh nó không thể thay đổi được, cái chuyện nó đã đến nó phải đến. Trả lại vấn đề ông Phan Kỳ Nhân cũng vậy, tôi xin gửi cái thông điệp này, lời nhắn nhủ này, hy vọng rằng tôi sẽ trở về Mỹ. Tôi sẽ gọi điện thoại cho ông Phan Kỳ Nhân và mời ông lên diễn đàn của KBC hải ngoại. Ông nói một lời tuyên bố, lấy lại những cái gì ông đã nói trong cái văn hóa nhân bản Lạc Việt. Lúc đó ông nói để nổ, ông nói là để làm cái gì thì chúng tôi không biết, ông có quyền nói. Cái chuyện lúc đó ông có quyền nói. Và ngày hôm nay sự thể nó đã xảy ra như vậy. Ông cũng nên nói một lời trước khi ông thật sự. Anh Quan Kỳ Nhân, anh đã từng nói với Nguyễn Phương Hùng, anh bây giờ anh gác kiếm. Ai ngờ trong cái anh gác kiếm, anh nhớ mình đi ăn bò bảy món Hồng Hồng Ân không? Đi ăn với gia đình anh đã nói rồi. Anh nói anh gác kiếm cách đây 10 năm. Lúc đó tôi còn đùa, tôi bảo bây giờ anh gác không được. Hỏi sao lại? Tại vì kiếm bây giờ nó vừa ngắn nó vừa cùn. Nó cùn thì không nói gì, nhưng mà nó ngắn. Ngắn thì bây giờ cái giá kiếm nó đã như vậy rồi, anh để lên thì kiếm nó rớt xuống. Vâng, Lưu Xuân Cường. Anh Phan Kỳ Nhân phải lên tiếng. Tôi thành thật xin lỗi đồng bào hải ngoại. Trong một phút bốc đồng, trong một phút
để muốn nói lên cái danh dự của người lãnh đạo trong cộng đồng. Tôi đã buột miệng thách thức nhà nước Việt Nam mà tôi không lượng được cái tình hình chính trị của thế giới, bởi vì tôi không phải là người làm chính trị, tôi chỉ là người ăn tục nói phét, nói cho sướng miệng. Đồng bào hiểu tôi rồi, Phan Trì Nhơn ở Nam Cali này ai cũng biết, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Trong những ngày vừa qua, bà Trần Thanh Hiền thì Phan Trì Nhơn đặt cái gì lên hàng đầu? Đặt đô la. Chỉ có đô la. Ở bên Mỹ bây giờ là không có nước nào hết, không quốc gia nào hết, không có một nước nào chấp nhận rằng một quốc gia trong một quốc gia không thể nào có một cái bolsa tiểu quốc nằm ở trong cái nước Mỹ được, ở trong tiểu bang California được. Dù cho là mượn đất cũng không được nữa. Thành ra những cái tổ chức Nguyễn Hữu Chánh, Đào Minh Quân, Hồ Văn Trinh, như cái Phan Trì Nhơn đều là những tổ chức móc túi ở đồng bào thôi. Cảm ơn một cá nhân nào trong một chế độ nào, nhà báo chỉ làm việc cho cái đất nước Việt Nam này. Tôi về tôi thấy rằng đất nước mình quá thanh bình. Bằng ca Võ Ca Hoàng ở Seattle, tôi không làm việc, nhà báo không làm việc cho một cá nhân nào trong một chế độ nào, nhà báo chỉ làm việc cho cái đất nước Việt Nam này. Tôi về tôi thấy rằng đất nước mình quá thanh bình, quá thay đổi. Ngày hôm qua những cái hình ảnh quý vị nhìn thấy rằng đó, rõ ràng là anh Đoàn Ngọc Thạch anh nói đùa, anh bảo đây là Singapore, nhưng mà thưa quý khán giả, đó là một cái chung cư của Vincom ở quận 2. Quận 2 là bây giờ là quận, là ngày xưa là Thủ Thiêm. Ngày xưa quý vị đi ra qua Thủ Thiêm, quý vị nhìn thấy gì? Sình lầy và sình lầy. Và bây giờ nó vẫn còn những cái khu đất vẫn chưa lấp hết được. Vẫn còn nó là rác rưởi và gạch đá ngổn ngang. Nhưng mà song song ở bên đó thì là những cái cao ốc, cao ngất ngưởng lên. Tôi đã nói là nếu mà tôi không nhìn thấy tiếng Việt Nam, tôi không nhìn thấy tiếng còi xe và những cái bản số thì tôi nghĩ là tôi đang chạy ở trong một thành phố mới cơ bản. Quý vị qua bên Nga, quý vị thấy không thấy? Từ phi trường vào trong thành phố, toàn là những cái cao ốc giống như vậy. Vụt trời lên, 30 tầng, 40 tầng. Một cá nhân nào trong một chế độ nào. Tôi đã nói, các bạn nào chưa về Việt Nam bao giờ, hãy về một lần để cho biết. Các bạn về rồi, các bạn sẽ sống bằng cái lương tâm của bạn. Các bạn, các bạn chống lại nhà nước Việt Nam, các bạn chửi Cộng sản Việt Nam, các bạn khen nhà nước Việt Nam, khen đất nước Việt Nam, đó là quyền của các bạn. Nhưng mà các bạn hãy về đi. Tôi biết rằng đó, những người chống nhà nước Việt Nam, chẳng hạn như ông Đại tá Trần Văn Ân, phát ngôn viên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mỗi một năm ông về, Tết ông về, sắp sửa ông sẽ về đây để về thăm bà cụ. Khi nào bà mẹ chết thì ông sẽ không về nữa. Ông về vì chữ hiếu, chúng tôi không phản đối. Nhưng mà đó, ông về ông không dám nói lên sự thật. Cái điều đó là chúng tôi trách cứ ông. Ông có một trường để dạy học. Ngay tự trong bản thân của ông đã lừa dối ông rồi thì làm sao ông dạy được học sinh để nó đi học. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Mà hà huống khi mà ông thầy mà đi về Việt Nam quay trở lại rồi vẫn chống phá ở đất nước Việt Nam. Dù là hồi xưa ông là phát ngôn viên của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng cái chức vụ ông bằng ông Nguyễn Cao Kỳ hay không? Ông Nguyễn Cao Kỳ đã nhận thức, ông Nguyễn Cao Kỳ đã nói thẳng trong cái tâm của ông ấy. Thì tại sao Trần Văn Ân, đại tá, năm nay cũng gần 80 tuổi rồi, ông không dám nói lên cái sự thật mỗi một năm ông về Việt Nam. Ông thẳng thắn nói cho cái tập thể chiến sĩ của ông Lê Minh Đạo đó, của ông Nguyễn Xuân Vinh đó. Trong cái bản nói chuyện đó, tôi, bà của Phú Môn Gia TV, tôi thích Ngô Kỳ, xác nhận một câu.
Ông Phan Kiền Nhân lấy gì mà để chống Trung Quốc? Thì bây giờ tôi cũng hỏi lại ông Ngô Kỷ, ông lấy cái gì để ông chống lại nhà nước Việt Nam? Biết là không chống được thì tại sao cứ chống? Chẳng qua là tại vì để móc túi đồng bào. Ông Nguyễn Mạnh Cường nói rồi, buôn hàng giả bán hàng thu, buôn hàng thu bán hàng giả. Chúng tôi kêu gọi tất cả đồng bào Việt Nam hải ngoại trên toàn thế giới, hãy nhìn qua hình ảnh của ông Donald Trump, một người tôi không bầu và một người tôi không thích, nhưng ngày hôm nay tôi mới nhìn thấy được cái chiều sâu của ông Donald Trump. Rất nhiều người khoe rằng tôi có 21 chiều tư tưởng, tôi có nhiều như 7 chiều tư tưởng. Nhưng mà có một chiều mà chúng tôi chỉ yêu cầu mọi người có, đó là cái chiều sâu. Quý vị hãy nhìn sâu vào trong vấn đề thì quý vị sẽ nhận thức được. Ông Donald Trump, ông tới Việt Nam, ông nhận được những cái lá thư của các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, của một số các nhà đấu tranh dân chủ ở bên hải ngoại. 21 nhà lãnh đạo trên thế giới họ họp về trên ở trong cái APEC tại Việt Nam. Đâu phải về tình hình chính trị của thế giới. Đang nói chuyện về kinh tế. Một chuyến đi chỉ có 11 ngày, lúc đầu là tính là 10 ngày, sau này bây giờ thành 11 ngày của ông Donald Trump. Đã mang về một cái hợp đồng 350 tỷ Mỹ Kim, trong đó, đó là Trung Quốc 220 tỷ, Việt Nam 12 tỷ. 12 tỷ ngày hôm nay Việt Nam có được, chưa kể là hồi tháng 6 khi mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký một cái hợp đồng nữa với ký nhiều cái hợp đồng với lại Hoa Kỳ, lúc đó là 5 tỷ 6, là gần 6 tỷ. 12 tỷ mới gần 6 tỷ là 18 tỷ, chưa kể là những cái số tiền sắp sửa đi tới đây nữa. Thưa chị, chúng ta đây là tôi lại nói về người quốc gia. Nhưng mà khi mà chúng ta thua là tức là chúng ta đã đánh nhau, chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận để cho người Mỹ mang vũ khí vào Việt Nam sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 và thành lập quân đội, từ quân đội quốc gia Việt Nam trở thành quân đội Việt Nam Cộng hòa. Chúng ta nhận vũ khí và chúng ta đánh nhau. Ông Nguyễn Văn Thiệu cho tôi 300 triệu, tôi đánh theo kiểu 300 triệu. 700 triệu tôi đánh theo 700 triệu. 1 tỷ tôi đánh theo 1 tỷ. Nếu mà 300 triệu thì tôi phải co cụm lại. Cái câu đó nó nói cái gì? Nói rằng chúng ta lệ thuộc, chúng ta không thể tự lực cánh sinh được. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề tiếp theo, cái nhận định của ông Ngô Kỷ lấy cái gì để đánh thì tôi nói luôn. 30 tháng 4 năm 1975, quý vị có 1.200.000 quân dân quân căn chính, kể cả các lực lượng địa phương quân và lực lượng cảnh sát quốc gia. Vũ khí hầu như vẫn còn đầy đủ. Và quân đội nhân dân đã dùng những vũ khí đó để mang qua đánh ở bên Campuchia, mang lên miền biên giới đánh Việt Trung. Và họ công nhận rằng những cái vũ khí như là M79 hoặc là những vũ khí, những cái súng cối của Việt Nam để bắn cái vòng cầu ngược lên này trên cái đỉnh núi Hà Giang. Đấy. Rất là hiệu nghiệm. Điều đó chứng tỏ rằng vũ khí tốt nhưng mà người không có đủ khả năng để mà sử dụng những vũ khí đó. Đó là cái yếu tố tinh thần. Và chúng ta không có tinh thần và chúng ta đã thua. Thì bây giờ chúng ta đang ăn bơ sữa thịt bò bít tết khoai tây ở bên Mỹ, uống sữa tươi chúng ta không thiếu. Không phải vì những cái thứ đó nó đi vào trong miệng và đi vào bao tử nó nuôi của chúng ta con người mạnh mẽ như vậy là để quay về chống lại đất nước. Quý vị chống lại đất nước được cái gì không? Câu trả lời là không. Một chữ không rất là lớn.
rất là to. Ngay bây giờ đó, nếu mà nhà nước Việt Nam mà ok, tôi mời các bạn về này. Các bạn về tôi trao lại đất nước cho các bạn. Các bạn đi bằng phương tiện gì? Tiền đâu? Thì tôi đừng nói là cái vấn đề mà về làm tổng thống hay là thủ tướng hay là chủ tịch hay cái gì hết á. Có nhiều ông bây giờ mua vé máy bay còn chưa có tiền mà thằng mua thì hỏi là đi về làm cái gì? Hỏi là đòi đánh nhau. Cái chuyện vô lý. Xe ra phi trường Nội Bài ra đón quý vị đó, đun đun rẩy rẩy leo lên xe nhiều khi còn té nữa, còn ngã xuống đất này. Đập đầu vào sân bay chết. Biết là mình không chống được thì tại sao mình phải làm những cái chuyện đó? Mình yêu nước không phải là mình phá hoại đất nước. Mình yêu nước không phải là làm cho nghĩa là bà con trong nước nghèo thêm. Người ta ký hợp đồng thì đi phản đối. Thì những cái hợp đồng nó đi vào đâu bảo là để nó củng cố chế độ cộng sản. Bây giờ nó không củng cố chế độ cộng sản hay là chế độ cộng sản có đứng vững hay không, các bạn làm gì được? Ngồi từ bên phía nửa vòng trái đất muốn nói gì cũng được hết, muốn nghĩa là nói thánh nói tướng nói trên trời dưới đất, đất nước Việt Nam nó cũng không có thay đổi. Nhưng mà cái sự kiện mà quý vị muốn rằng là các công ty thương mại không được về đầu tư tại Việt Nam, quý vị đang giết dân chúng Việt Nam, đang giết bạn bè thân nhân của chúng ta. Tại sao mình gửi tiền về cho gia đình? Là tại vì mình muốn gia đình mình có một cái lợi tức. Thành ra bởi vậy mới có những cái chiến dịch không gửi tiền Việt Nam, không du lịch Việt Nam này nhé. Và bây giờ các bạn thấy rằng những cái 40 của các bạn có thực hiện được gì không? Không du lịch Việt Nam, bây giờ vé Việt Nam đi về Tết bán sạch chành chành. Không gửi tiền về Việt Nam thì đầu tiên là cơ quan Hòa Phát, một cơ quan ngoại vi đấy, mà là có liên hệ với lại Đảng Việt Tân. Bây giờ thì bao nhiêu cơ quan, kể cả con gái của bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân cũng làm cho cơ quan công an cái anh Minh gửi tiền. Chứ Việt Cộng nó bảo không gửi tiền Việt Nam mà mình lại đi làm cho cái cơ quan chuyển tiền Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi lên đây, chúng tôi để yêu cầu ông Phan Kỳ Nhơn hãy nói một lời công đạo với lại đồng bào Nam Cali. Thứ nhất, tại sao ông trốn biển Việt mấy tháng này? Ngô Kỳ nói rằng cái tượng đài Trần Hưng Đạo đó là một tháng bao nhiêu tiền? Chính phía ông nhé, người bạn thân của ông là Ngô Kỳ nói. Ông Ban ông chết rồi, con ông Ban sống bây giờ là điều hành. Con ông Ban nó không phải là người nghĩa là có cái suy nghĩ giống như bố nó. Ông Ban là người của Việt Tân. Bây giờ con ông Ban không phải là Việt Tân, con ông Ban là con của ông Washington. Ông Washington là người ta tượng trưng tại sao tổng thống đầu tiên của nước Mỹ mà lại cái đồng tiền rất là nhỏ, đồng một đô la. Một đô la nó biểu tượng cho là number one. Đó là tại sao mà có cái hình tổng thống Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ được để trên một đồng được tờ giấy một đô. Không phải là tờ giấy 100 đô hay là tờ giấy 20 đô hay tờ giấy 10 đô hay tờ giấy 5 đô. Bây giờ ông thờ ông Washington. Và bây giờ cháu con ông Ban nó cũng vậy thôi. 5.000 đô la một tháng Phan Kỳ Nhơn lấy đâu? Ngày trước chúng tôi đã nói rồi, dựng cái tượng đài Đức Trần Hưng Đạo lên là một cái sự bôi bác kinh khủng luôn, anh hùng của chúng ta. Ngày nào đó, ngay bây giờ nữa, ông Phan Kỳ Nhơn coi như bỏ bế này. Xin từ ba cái đĩa xôi, mâm trái cây, thịt quay, thịt heo, heo quay, thịt quay, cái gì cũng được hết. Xin từ 1 sen cho tới 100 đô để mà trang trải cho cái đền Trần Hưng Đạo. Mình nếu mà mình nghĩ rằng mình không có làm được thì đừng bao giờ làm. Nếu mình lệ thuộc vào người khác thì mình hiểu rằng cái sự lệ thuộc đó
nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Làm chỉ làm để lấy tiếng. Cái đại lộ Trần Hưng Đạo bé bằng tí này, nằm ở dưới cái chữ to này, buôn xe eo với nhiều. Cái đó là hãnh diện à? Cái đó là chỉ thỏa mãn cái tự ái là à, tôi làm được cái điều này, tôi làm điều được kia. Để rồi đi móc túi, móc túi, móc túi, móc túi, móc túi. Từ cái khu vực ở Magnolia đi qua cái khu vực Brooklyn, cả 1.000 cái tiệm, mỗi một tiệm vào ra đòi một thí dụ xin tiền, lẽ dĩ nhiên không xin nhiều, xin 10 đô, 20 đô thì có tiệm nó cho 20 đô, nhưng mà đa số họ cho bao nhiêu, họ cho tối thiểu là 50 hoặc 100. 1.000 tiệm mà mỗi tiệm 50 đô la thì bao nhiêu? Kinh doanh chống cộng và kinh doanh từ thiện.